Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì một tuần lễ mới sắp bắt đầu trên chúng ta và chúng ta được ở trong sự thờ phượng Chúa. Tuần này thì do lịch được nghỉ lễ kéo dài cho đến một số gia đình cũng xin phép được về quê để cùng với gia đình giống như là thăm viếng gia đình, thăm những người thân trong gia đình. Năm nay hình như là những cái công nhân viên chức được nghỉ khoảng 5 ngày, thì độ khoảng chừng thứ ba, thứ tư thì một số cái công ty bắt đầu quay trở lại làm việc và một số cơ quan hành chính bắt đầu quay trở lại làm việc. Buổi sáng hôm nay thì trước khi bắt đầu chia sẻ lời Chúa thì tôi muốn kể về một câu chuyện. Đây là một cái câu chuyện có thật. Cái câu chuyện này được ghi ở trong báo Dân Trí vào ngày 5 tháng 5 năm 2013. Nếu chúng ta có thời gian, chúng ta về nhà, chúng ta mở điện thoại ra, mở máy tính ra, chúng ta tìm lại báo điện tử của báo Dân Trí ghi lại ngày 5 tháng 5 năm 2013, ghi lại một câu chuyện có thật. Đó là vào năm 1972, tổng thống nước Cộng hòa Trung Phi tên là Jean Bedel Bokassa nhờ Bộ Ngoại giao Pháp tìm kiếm đứa con của ông bị thất lạc tại Sài Gòn. Đó chính là một đứa con mà kết quả của mối tình khi mà ông đi lính thời Lê Dương với một cô gái tên là Huệ ở Sài Gòn. Những người có trách nhiệm của chính quyền Sài Gòn thời ấy đã cất công đi tìm và cuối cùng họ cũng đã tìm được một người con gái lai đen tên là Ba Si, con của bà Ba Thân ở xóm gà Cây Khéo Gia Định. Và sau đó họ giao cho Bộ Ngoại giao Pháp đem về Trung Phi. Tổng thống Bokassa đã tổ chức tiệc ăn mừng rất lớn để đón đứa con lưu lạc gần 20 năm. Đặc biệt chú ý như vậy nè, đó là ngày mà cô con gái này gặp được cha và được đón về Trung Phi. Lúc ấy cô đang làm nhân viên bốc vác của nhà máy xi măng Hà Tiên. Lúc bây giờ cô khoảng 18 tuổi và đang khi làm bốc vác thì cô nhận được tin má của cô đó là: con ơi, bỏ hết mọi việc về nhà, ba của mày tìm mày ở bên Trung Phi. Đây là câu chuyện có thật 100%. Từ một cô bé làm bốc vác ở nhà máy xi măng Hà Tiên và lập tức trở thành một cô công chúa. Mình có thể nôm na hiểu rõ hơn, đó là một cô công chúa, con của một vị tổng thống của một đất nước Trung Phi. Đó là vào câu chuyện ghi lại là hồi trước đây, vào thời gọi là thời chiến tranh đó, nhất là những người lớn tuổi thường nghe nói là những cái gọi là những cái người lính da đen mặt gạch đó, qua Việt Nam vào thời chiến. Và lúc bây giờ thì cái ông Bokassa này đó, lúc bây giờ chỉ là một người lính Lê Dương thôi, và khi qua Việt Nam này ông đã có một cảm tình với một cô gái, và cô gái lúc bây giờ là một người làm nghề gánh nước mướn. Và sau đó thì hai người này quen nhau và họ có thai với nhau. Và lúc bây giờ vì cớ hàng xóm láng giềng họ dị nghị, họ sợ thấy cô này mỗi ngày có bầu bụng càng lớn hơn nữa, thì lập tức cô này phải trốn gia đình và đi phương xa. Cô sanh ra một đứa bé gái này, và đứa bé gái này cũng rất là mặc cảm vì không giống như những đứa bé gái khác, vì cớ mình mang một cái dòng máu da đen, tóc thì quăng, rồi môi thì chề, rồi đen thui à. Và bạn bè xóm giềng, những người thân xung quanh đều chê cười cô. Và cô không có được những cái cơ hội để làm việc giống như những người khác, cho nên cô phải dùng cái sức phụ nữ của mình giống như người đàn ông để có thể chiếm được những cái nơi làm việc tốt hơn. Đó là cô đi làm một cái nghề, đó là nghề bốc vác ở tại nhà máy xi măng Hà Tiên vào năm 1972. Cuộc sống cơ cực của hai mẹ con ở nhà dột cột siêu phải gọi là tìm mỗi ngày tìm mảnh chén cơm manh áo lo cho gia đình của mình. Nhưng chỉ có một cái tin nhắn từ một cái tổng thống Trung Phi đó gửi cho Bộ Ngoại giao và họ nhờ để tìm kiếm gấp cho một đứa con rơi ở tại Sài Gòn. Và cuối cùng từ một cô bốc vác nhà máy xi măng Hà Tiên trở nên một cô công chúa hay là một con của một vị tổng thống Trung Phi lúc bây giờ. Chúng ta nghe cái câu chuyện này có ly kỳ không?
Chúng ta nghe có giống như thần thoại không? À, nhưng mà đây là câu chuyện có thật. Đây là câu chuyện có thật. Buổi sáng hôm nay tôi muốn gửi cái câu chuyện này đến với hội thánh của Chúa, với tất cả con dân của Chúa, với chủ đề đó là để có được thiên đàng. Chủ đề mà tôi muốn gửi đến hội thánh của Chúa trong sáng nay đó là để có được thiên đàng hay là trải nghiệm thiên đàng. Tại sao? Tại vì trong cuộc sống ngày hôm nay của chúng ta, chúng ta bị áp lực bởi cơm áo gạo tiền, có đúng không ạ? Áp lực bởi gia đình, áp lực về xã hội, áp lực về tiền bạc, áp lực về kế sinh nhai. Cho nên dường như chúng ta quên mất rằng đấng của chúng ta đang thờ phượng là Đức Chúa Trời toàn năng, một đấng vĩ đại. Nhưng mà nếu chúng ta nhìn lại dòng lịch sử á, thì chúng ta được học hỏi rất là nhiều điều. Đó là ban đầu Đức Chúa Trời tạo dựng nên trời đất này. Lúc bây giờ đất vô hình và trống không, bởi lời phán của Chúa thì Ngài có sự sáng. Bởi lời phán của Chúa thì Ngài cho có tất cả mọi điều trong thế gian này. Và có người dường như nhiều ngàn năm, có người dùng sự khôn ngoan của mình bắt đầu tái thiết trái đất này. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta con người bị phạm tội, sau đó bị đày xuống khỏi vườn địa đàng, khỏi thiên đàng. Và lúc bây giờ con người làm theo điều mình cho là phải. Và nhiều con người, Kinh Thánh ghi lại là bắt đầu có những anh hùng có danh thời bây giờ, gọi là xã hội đen đó vậy. Đó là từ xa xưa đã có những cái cách đó rồi. Rồi sau đó nhiều cái tòa nhà, nhiều ngôi đền, nhiều tòa nhà lớn được mọc lên như tháp Ba Bên vào thời bấy giờ. Và như bây giờ chúng ta thấy rằng rất là nhiều trên thế gian này, nhiều tòa nhà lớn mọc lên, thậm chí họ xây dựng đụng tới gọi là mây luôn. À, đụng tới mây luôn. Rất là cao. Nhưng mà đặc biệt là nếu chúng ta nhìn lại kỹ á, thì con người bây giờ có xu hướng quay về thiên nhiên hơn. Nó bắt đầu có những cái công trình hay là những cái khu du lịch sinh thái được ra đời. Có nghĩa là con người bây giờ thích về thiên nhiên hơn, không có thích đô thị hóa nữa. Và dường như nếu chúng ta đọc về Thải Quyền á, thì trời mới đất mới được thiết lập và bắt đầu có những con sông ra từ đền thờ. Và dường như người ta bắt đầu đem thiên nhiên, tức là muốn quay trở lại những gì mà Đức Chúa Trời Ngài đã tạo dựng từ ban đầu. Cho nên buổi sáng nay chúng ta sẽ học về trải nghiệm thiên đàng. Những gì mà Chúa Giêsu Ngài dạy cho con dân của Chúa, những gì thật là quan trọng. Và có một điều mà chúng ta phải học trong sáng nay, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 9 tới câu 10. Chúa Giêsu dạy cho chúng ta những cái phương cách để cầu nguyện. Nó không phải là cao siêu lắm, nó không phải gọi là quy mô lắm, nó không phải là những cái gì mà gọi là cao quá lẽ với con người. Nhưng mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta những cái nguyên tắc để làm sao chúng ta kinh nghiệm thiên đàng của Chúa ở tại thế này. Chúng ta phải trải nghiệm những cái gì mà thiên đàng ở tại thế này. Chúng ta bắt đầu quay trở lại những cách mà Chúa Giêsu dạy. Bây giờ chúng ta hãy cùng đứng lên, chúng ta sẽ cùng cầu nguyện trong giờ này. Xin Chúa Ngài ban phước cho chúng ta để chúng ta có lời của Chúa. Chúa Giêsu ơi, cảm ơn Ngài vì lời dạy của Ngài cho chúng con. Con cầu nguyện để Thánh Linh Chúa Ngài làm giáo sư của chúng con, làm đứng bày tỏ lẽ thật của Ngài cho chúng con trong lẽ thật của Chúa. Để khi chúng con có lẽ thật của Chúa thì lẽ thật sẽ khai phóng tâm linh của chúng con, lẽ thật sẽ thay đổi tư tưởng của chúng con, lẽ thật sẽ làm cho chúng con được lớn lên ở trong lời của Ngài. Xin Chúa ban phước cho chúng con trong giờ này. Và con cầu nguyện để tâm trí của chúng con, suy nghĩ của chúng con, hành động của chúng con ngay giờ này, con ra lệnh cho những điều đó phải được tập chú vào lời của Đức Chúa Trời. Để chúng con nghe lời Chúa, chúng con được thay đổi và chúng con trải nghiệm những phước hạnh của Chúa Ngài ban cho chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Xin trong cái mời thánh an toàn. Tôi xin đọc lời của Chúa ở trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 từ câu 9 đến câu 10 như thế này. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như ở trời. Ở đất như ở trời có nghĩa là gì? Ở đây cũng giống như ở trên kia, có đúng không? Mà những cái gì mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta ở trong lẽ thật á, là chúng ta nắm bắt lẽ thật này để chúng ta kinh nghiệm rằng ở tại đây cũng giống như ở trên kia. Ở trên kia có cái gì thì ở đây cũng phải có như vậy. Amen không? Mà vậy tôi hỏi vị, ở thiên đàng có bệnh tật không? Có bệnh tật không? Không. Có đau buồn không? Không. Có phải mỗi ngày đi làm để kiếm tiền không? Không. Có lo lắng không? Không. Không có khóc lóc, không có nghiến răng, không có bệnh tật, không có phải mỗi ngày mở mắt ra để đi làm kiếm tiền rồi về là nuôi sống gia đình và một ngày phải quần quật như vậy. Thiên đàng không có điều đó. Nhưng mà làm sao để chúng ta
trải nghiệm được rằng ở đất như ở trời. Thật sự khi mà tôi suy gẫm lời Chúa, tôi học trong lời Chúa, thì tôi thấy rõ một điều, đó là gì? Chúa Giêsu dạy những cái lẽ thật rất là cơ bản. Hồi nãy tôi kể với một cái câu chuyện, đó là gì? Cái câu chuyện về một người con gái da đen làm bốc vác ở công ty xi măng Hà Tiên. Đang làm bốc vác, tự nhiên đột xuất trở nên một vị công chúa, con của gọi là một ái nữ của một tổng thống Trung Phi. Tự nhiên giờ ở đây ai mình đang nghèo, đang khổ, tự nhiên ngày mai mình trở lên một cái người người đặc biệt. Xin lỗi luôn nha, tôi chỉ là con của một cái gọi là một người gọi là chủ tịch ủy ban nhân quận thôi, hoặc là chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thôi, cũng là đặc biệt rồi, hoặc là tôi là con của một trưởng công an thành phố thôi, chứ từ tôi nói đất nước thôi tôi cũng tự hãnh diện, có đúng không ạ? Nhưng mà khi chúng ta đọc lời của Chúa thì chúng ta thấy rõ rằng làm sao để chúng ta kinh nghiệm những gì ở thiên đàng mà chúng ta cũng trải nghiệm ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ đi từng bước. Thứ nhất, lời Chúa Giêsu dạy, vậy các con hãy cầu nguyện như vậy: Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Cha của chúng ta ở đâu à? Ở trên trời. Quý vị hãy chỉ tay lên trời, nhìn lên trời á. Bởi vì thế là cha con ở trên trời. Amen. Cha của con ở trên trời. Mình nói lớn rồi, cha của con ở trên trời. Amen. Father is heaven. Amen. Phải. Cha về phần xác sinh mình ra ở đây. Người ta thường nói là chúng ta không có quyền để chọn nơi chúng ta sinh ra. Có đúng không ạ? Nhưng chúng ta có quyền chọn nơi mà chúng ta ở. Amen. Chúng ta khi sinh ra có thể ở trong một cái nhà nó nghèo nàn, nó ợp ẹp, nó khó khăn. Nhưng mà chúng ta có quyền chọn nơi chúng ta ở. Amen. Muốn ở resort không? Muốn resort ở. Muốn ở khách sạn thì ở khách sạn. Thậm chí tôi thấy là có những người nhà, người ta không bao giờ người ta mua nhà. Tại sao? Người ta có quan điểm là ở đây là ở tạm thôi. Cho nên là gì? Họ không mua nhà và họ ở. Họ thuê nhà để ở. Một tháng mấy triệu như vậy họ ở hết ở thành phố này. Rồi vài tháng sau hoặc là một hai năm sau họ qua một thành phố khác. Tôi thấy ở Mỹ hay lắm. Khác hoàn toàn với tư tưởng của người Việt Nam của chúng ta. Người Việt Nam chúng ta thì có một cái câu nói đó là an cư thì mới lập nghiệp. Có thì có nhà thì mới có thể làm được nhiều chuyện khác. Và ở cái nhà đó là quê hương, cái lòng của họ. Và ở đó có lẽ là họ có nhà cửa thì có là họ ở đó. Và họ suy nghĩ rằng họ sẽ có làm ăn được. Và bắt đầu họ có những tư tưởng đó là an cư phải chỗ đó được rồi. Cái người văn hóa của Á Đông mình là như vậy. Nhưng mà khi tôi qua Mỹ, có những gia đình họ ở đây vài năm, ở bang này vài năm, xong bắt đầu vài năm sau tôi nghe họ qua chỗ khác rồi. Bắt đầu họ mở cái nhà họ ra và họ bán sale hết tất cả rồi, tủ giường mền mùng chứ có họ đổ trước họ bán. Và họ tìm một cái xe, một cái church đó, để moving, để chuyển những cái đồ đó đi một cái bang khác. Và vài năm thì họ ở bang khác. Rồi vài năm họ ở một cái bang khác. Ở đây có cặp vợ chồng của Emily với lại Andrew thì đó. Đó là đối với người Mỹ họ không có quan điểm là ở một chỗ. Vì tại nơi đây tức là gọi là tạm thôi. Nhưng mà cảm ơn Chúa khi lời của Chúa dạy cho chúng ta ở trong lẽ thật này. Đó là Lạy Cha, chúng con ở trên trời. Cha của chúng ta, nhà của chúng ta ở trên trời. Amen. Mình quay qua người bên phải, quay qua người bên trái, mình nói là nhà của vị, nhà của chúng ta ở trên trời. Hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Nhà của chúng ta ở trên trời, chứ không phải nhà chúng ta ở dưới đất. Và khi chúng ta có suy nghĩ như vậy, và Chúa Giêsu dạy là nhà của con ở trên trời và cha của con ở trên trời. Và khi mà cha của chúng ta là thiên thượng, cha chúng ta Đức Chúa Trời ở trên trời, thì cái vị trí của chúng ta đã khác hoàn toàn. Có thể cái cô bé mà làm bốc vác ở nhà máy xi măng Hà Tiên á, trước năm 1972, cô chỉ là một cái người công nhân bốc vác bình thường mà thôi. Và mọi người nhìn cô là ánh mắt dè biểu vì thấy cô là một người sắc da không giống như người bình thường, không có đẹp đẽ, không có giống như người văn hóa, như người Á Châu mình. Là trước khi đó là như vậy. Và dường như cuộc đời cô gọi là ở những chỗ bế tắc. Nhưng bắt đầu từ năm 1972, có một vị tổng thống khi mà ông lên nhiệm chức và ông bắt đầu đi tìm những đứa con rơi. Và lúc bây giờ ông đã tìm ra cô bé đang làm bốc vác ở tại nhà máy xi măng Hà Tiên đó. Và cô trở nên một ái nữ, một tổng thống.
đời con được lên hương từ đó. Chúng ta có suy nghĩ gì về chính chúng ta? Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta rằng những người tiếp nhận Ngài, những người tin nhận Chúa thì trở nên gì ạ? Con cái của Đức Chúa Trời. Xin mời ban tay dở cái slide đầu tiên. Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời. Và khi cha của chúng ta là Đức Chúa Trời thì chúng ta là ai? Cô gái mà hồi nãy tôi kể về cái câu chuyện đó, đó là một cái ái nữ của một tổng thống. Trước đây cô chỉ là một người bốc phát bình thường thôi. Nhưng bây giờ cô trở nên sao ạ? Ái nữ của tổng thống. Wow. Người nào tiếp nhận Chúa thì Ngài làm cho chúng ta trở nên sao ạ? Ban cho chúng ta quyền phép làm gì? Con của Đức Chúa Trời. Amen. Con của Đức Chúa Trời. Chứ không phải là con bình thường. Quý vị ơi, quý vị đang ngồi tại đây, mình nhìn như vậy đấy, nhưng mà chúng ta có một địa vị là con của Đức Chúa Trời, con của Đấng Tạo Hóa, con của Thượng Đế. Amen không ạ? Vậy tại sao lúc nào mình cũng mở miệng ra mình nói sao con khổ quá, con gặp quá nhiều nan đề trong cuộc đời của con, hết cơm áo gạo tiền đủ thứ hết trơn. Tại sao? Tại vì mình không suy nghĩ mình là con của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Chúa nói là cha mẹ còn cho quên cho con bú, nhưng Đức Chúa Trời không quên chúng con đâu. Quý hãy suy nghĩ về về chúng ta là vai trò người cha người mẹ. Có khi chúng ta đói thật, có khi chúng ta khổ thật, nhưng mà ngày mà tôi có đứa con đầu tiên là Hoàng Minh, cho dù chúng tôi nợ nần khó khăn nhưng mà cũng phải ráng mua cho nó sữa để nó bú trong những giai đoạn nó lớn lên, có đúng không ạ? Có nghĩa là con của mình khi mình sinh nó ra, mình làm gì làm cũng muốn cho nó điều tốt nhất. Cho dù mình khổ, mình khó khăn cũng muốn cho nó điều tốt nhất. Vậy cha của chúng ta là Đức Chúa Trời thì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng là chúng ta là ai? Chúng ta là con của Ngài và Ngài có trách nhiệm để nuôi chúng ta, chăm sóc chúng ta. Amen không ạ? Kinh Thánh Chúa nói là một sợi tóc trên đầu chúng ta sẽ không rơi nếu không sự cho phép của Chúa. Cho nên vì lý do đó, để cho chúng ta biết rằng, chúng ta biết rằng cha của chúng ta là Đức Chúa Trời và chúng ta chính là công nương hoàng tử của Ngài. Và chúng ta có được cái quyền đó vì đó là lời hứa của Chúa dành cho chúng ta. Ở trong sách Quyền đoạn 20 câu 11 như thế này: bây giờ tôi thấy một ngai lớn và trắng với đứng ngồi trên ngai. Trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào chờ chúng. Đứng mà Kinh Thánh ghi lại ở trong Khải Huyền đoạn 20 câu 11, đó là một ngày cuối cùng Chúa ở tòa án lớn và trắng đó, Ngài đến và Ngài ngồi trên ngai, và trước mặt Ngài đất trời đều trốn hết, không còn tìm thấy chỗ nào cho chúng. Sự uy nghi của Chúa là như vậy đó. Đứng mà chúng ta thờ phượng Chúa là như vậy đó. Đứng mà chúng ta thờ phượng Chúa là như vậy đó. Và Ngài là Đức Chúa Cha của chúng ta, Ngài ở trên trời chứ không phải dưới đất này. Chúng ta thấy không ạ? Cái sự giới hạn của người ta khi người ta thờ một thần nào đó, đó là người ta tạc tượng để người ta thờ. Và giới hạn về thời gian, không gian cho một vị thần của họ. Nhưng mà đứng mà chúng ta thờ phượng đó là gì? Ở trên trời. Ai muốn thờ phượng Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Chúa. Cho nên tôi khích lệ hội thánh của Chúa buổi sáng nay, đứng mà quý vị đang thờ phượng cùng với tôi là một đứng sống và Ngài đang ở trên trời, để nhìn xem những người nào có lòng trọn thành với Ngài. Cái sự trọn thành quan trọng lắm đó quý vị. Con mắt của Đức Giê-hô-va ở khắp mọi nơi để xem xét người nào có lòng trọn thành với Ngài. Chúng ta sự suy nghĩ mình có lòng trọn thành với Ngài hay không? Chúa Ngài xem xét hết. Chúa Ngài nhìn thấy hết. Và mỗi ngày Ngài ở khắp mọi nơi để xem ai là người có lòng trọn thành với Ngài. Chúa Đức Chúa Cha là đứng như vậy đó quý vị. Và chúng ta phải là cái đám dân hiểu rõ hơn lẽ thật này. Và Chúa Giê-xu dạy chúng ta đó là gì? Hãy cầu nguyện đó là gì? Lạy Cha, chúng con ở trên trời, hiểu rõ được vai trò của chúng ta với Ngài thì quý sẽ rất là bình an. Con người chúng ta thường có lo xa. Có đúng không cô Hiền? Mình phải lo xa. Có nhiều khi mình lo xa, ngày mai mình không biết ăn cái gì, rồi tháng tới mình sẽ làm cái gì. Và lo đủ thứ lo hết trơn á. Rồi đi học rồi con mình đóng tiền bao nhiêu, rồi phải lo mọi thứ. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chúng ta biết rằng Cha của chúng ta trên trời có mọi cách để chu cấp cho chúng ta. Điều thứ hai Chúa Giê-xu dạy chúng ta nữa: danh Chúa sao à?
là thánh. Xin mời slide kế tiếp. Danh Chúa là thánh. Thi Thiên 22 câu 3 ghi lại cho chúng ta rằng còn Chúa là thánh, Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Israel. Ngài ngự giữa sự ca ngợi của Sion khi danh Chúa là thánh. Vậy nếu nơi nào không thánh á, thì có thể hiểu rằng nó gì? Đó là không có sự ngợi, sự ca ngợi Chúa. Không có sự gì của Chúa. Danh Ngài là thánh, Ngài ngự giữa sự ngợi khen của dân sự Ngài. Rồi ở trong sách Ê-díp-tô ký đoạn 34 câu 14 đó là ghi lại cho chúng ta rằng đừng thờ lại một thần nào khác vì Đức Giê-hô-va danh Ngài là đấng kỵ ta. Ngài thật là một Đức rồi kỵ ta. Thế nào là kỵ ta? Vì Ngài là chánh cho nên Ngài kỵ ta. Đỉnh điểm của chúng ta khi học lời của Chúa, Chúa siêu dạy đó là gì? Danh của Chúa là thánh. Cảm ơn Chúa. Khi mà chúng ta học lời Chúa thì chúng ta sẽ bắt đầu suy gẫm sâu hơn về lời Chúa. Quý vị biết, khi mà tôi đọc lịch sử lại và tôi tìm hiểu lại về danh Jehovah, Đức Chúa Trời. Và đối với người Do Thái á, những thầy Rabbi á, trước khi họ viết danh xưng của Đức Jehovah, họ phải thanh tẩy mình, họ phải làm cho mình thánh. Họ phải thanh tẩy, họ ăn năn về những cái tội lỗi của họ hết. Và họ tắm rửa sạch sẽ, nói chung là trở nên thánh á, để chi? Để họ được viết cái danh từ Đức Chúa Trời. Jehovah, Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Chúa ghi lại cho chúng ta ở trong suốt Ê-díp-tô ký 10 điều răn của Chúa đó là chớ lấy danh Chúa mà làm chơi. Nếu ngày hôm nay chúng ta không hiểu rõ về điều đó và chúng ta lạm dụng, hay là chúng ta không hiểu sâu về danh xưng của Ngài. Tôi thấy có những người á, không biết họ hiểu hay không, nhưng mà đôi lúc họ viết chữ Chúa, họ viết chữ C đầu tiên, chữ cờ đầu tiên á, họ không viết hoa nữa mà họ còn viết chữ C nhỏ. Cái từ Chúa mà không viết hoa đó, nó chỉ dành cho vua Chúa đời này thôi. Nhưng mà Chúa mà đứng chúng ta thờ phượng là thánh á, phải viết chữ hoa. Amen không à? Rồi có những người viết trong tập luôn, viết trong sách luôn, book của mình. Họ ghi Đức Chúa Trời mà họ không ghi hết cái chữ Đức Chúa Trời, mà họ ghi là D, C, T, tức là viết tắt. Trong khi đó danh xưng của Chúa là thánh, là vĩ đại. Quý hãy nhớ này, lời Chúa là khi mà nghe nơi danh của Giê-xu, danh của Ngài, thì trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy sao à? Quỳ gối xuống để thờ lại. Mình thì lại ghi chữ Đức Chúa Trời là viết tắt là chữ D, C, T. Mình không trách khi mình không hiểu, nhưng khi mình hiểu lẽ thật thì mình phải cẩn trọng để nói về danh xưng của Ngài là thánh. Ngày mà Môi-se ra bắt Chúa, ông thấy một bụi gai trái ở trong đồng vắng sa mạc, ông đến đó và lời Chúa bày tỏ trong cái đám lửa đó, ghi lại cho ông trong bụi gai trái đó, ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Đó là nơi người đứng mà thánh phải sao à? Cởi dài người ra. Vậy khi mà chúng ta hiểu về Đức Chúa Trời thì chúng ta phải làm gì? Phải thánh. Ai đã từng nghe câu chuyện về Usa? Câu chuyện được ghi lại cho chúng ta biết về một ngày kia David muốn thỉnh hầm giao ước từ Philippines về, nhưng cuối cùng vì một phút thôi, vô tình cố ý không cần biết, nhưng mà khi họ để cái hòm giao ước trên cái xe bò và kéo thì trợt chân, cho nên Usa đã vô tình chạm tay vào hòm giao ước. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết đâu mà Usa chết tại chỗ. Cái sự thánh khiết của hòm giao ước là như vậy. Và quý vị biết, nếu ta đọc lịch sử ở trong Samuel á, thì mỗi lần dân Israel ra trận họ làm gì à? Họ đem hòm giao ước đi trước. Và Kinh Thánh ghi lại rằng khi cái hòm giao ước đó đi tới đâu thì thắng trận tới đó. Khi hòm giao ước đi tới đâu thì dân sự của Chúa, đội quân của Chúa thắng trận tới đó. Cho nên người Philippines á, họ khao khát hòm giao ước vì họ nói đó là hòm thánh. Khi mà họ nghĩ là hòm thánh cho nên bằng mọi cách để họ chiếm đoạt cái hòm giao ước đó. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng là họ thành công. Đó là họ thành công và họ đã lấy được cái hòm giao ước đó, họ đem về đất nước họ. Nhưng mà người lạ thay là cái hòm thánh đó, cái hòm giao ước á, đến với đất nước của họ thì bắt đầu xảy ra những dịch tai ương.
Có nghĩa là gì? Bắt đầu có những dịch bệnh xảy ra với họ và họ sợ cuối cùng họ phải dịch chuyển cái hòm đó đi nhiều nơi và cuối cùng phải trả lại cho Israel. Họ muốn trả lại Israel, bây giờ người Israel không nhận, nhưng mà bắt họ phải cống tiến một số cái lễ vật thì mới nhận lại cái hòm dụ đó. Người thấy chưa? Nhưng mà ngày hôm nay, tôi quay trở lại ngày hôm nay, chúng ta thật là khinh dễ danh của Ngài. Có những người kính nhưng mà không sợ Chúa. Có những người sợ nhưng mà không kính Chúa. Và đối với chúng ta ngày hôm nay, khi mà thờ phượng Đức Chúa Trời thì chúng ta phải biết rằng danh của Chúa là thánh, quý vị ơi. Nếu có cơ hội, cách đây không lâu thì khoảng một tháng mấy trước, tôi có dạy cho ban thờ phượng về cái lẽ thật của đền tạm David. Đó là để bước vào nơi chí thánh á, thì chỉ duy nhất có một thầy tế lễ thôi. Và con dân của Chúa muốn được thanh tẩy mình á, thì phải dâng rất là nhiều sinh tế để thanh tẩy mình. Kinh thánh nghĩa là ở đền tạm David thì sẽ có ba phần, đó là nơi hành lang, nơi thánh và nơi chí thánh. Nhưng mà để bước vào nơi chí thánh á, thì sẽ có một cái bức màn được ngăn cách giữa nơi thánh và nơi chí thánh. Và nơi chí thánh chỉ có duy nhất một thầy tế lễ cả mà dâng đến vào trong đó mà thôi. Và mỗi năm sẽ vào trong đó để làm gì? Để cầu thay cho dân sự. Và kinh thánh nghĩa là cho chúng ta biết rằng cái ephod mà ông ta mặc á, xung quanh phải có những cái khoen và phải có một cái sợi dây để cột xung quanh ông. Và người ta phải giữ cái sợi dây, đầu sợi dây đó bên ngoài, và ông sẽ vào trong nơi chí thánh, ông trình diện Chúa, ông cầu thay cho dân sự. Nhưng lỡ nếu ông phạm tội, ông chết ở trong đó vì sự thánh của Chúa, thì người ta còn có sợi dây để kéo ông ra. Quý vị ơi, chúng ta phải hiểu danh của Chúa là thánh. Lời Chúa Giêsu dạy cho chúng ta rõ ràng là danh Chúa là thánh. Và một trong những lý do chúng ta muốn có được thiên đàng ở tại thế này, danh của Chúa phải là thánh. Và chúng ta phải là thánh để đối diện với danh của Ngài. Có đúng không ạ? Có những người đối với Chúa thật là hớ hên. Có những người đối với Chúa không có sự chuẩn bị. Có những người đối với Chúa mà lạm dụng cái ân điển của Chúa quá, và không sống với những gì mà Chúa Giêsu dạy cho chúng ta. Và Chúa Giêsu dạy cho chúng ta đó là danh của Chúa là thánh. Và Đức Chúa Trời cũng là kỳ tà. Thờ phượng Chúa chỉ một mình Ngài mà thôi, không thờ phượng bất kỳ cứ thần nào khác. Và hãy nhớ rằng Chúa có là thánh và Ngài ngự dưới sự ngợi khen của dân sự Chúa. Đức Chúa Trời không phải là thần tài khi mà mình không có tiền mới kêu cầu Ngài. Đức Chúa Trời không phải chỉ công hẳn chỉ là một đấng mà bác sĩ chữa bệnh khi mà bệnh mới kêu Ngài thôi. Nhưng mà Ngài là thánh và luôn luôn là thánh để chúng ta chuẩn bị tấm lòng mình thờ phượng Chúa. Tại sao mình không kinh nghiệm được thiên đàng tại đất? Đó là mình phải xem lại mình có xem Ngài là thánh hay không. Và kinh thánh ghi lại chúng ta phải xem về cách ăn nết ở của chúng ta, xem về hành vi của chúng ta, xem về cuộc đời của chúng ta, để chúng ta kinh nghiệm được những gì Chúa dạy cho chúng ta. Amen. Điều thứ ba mà Chúa Giêsu đã dạy cho chúng ta, đó là vương quốc của Ngài mau đến. Vương quốc của Chúa mau đến. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 đó, xin mời slide kế tiếp. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 như thế này: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các người con mọi điều ấy nữa. Xin mọi người chúng ta tập trung vào màn hình và chúng ta cùng đọc chung với nhau câu kinh thánh này. Chúng ta không khỏi sẽ đọc: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Đọc lại một lần nữa: nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Điều đầu tiên quan trọng nhất đó là tìm kiếm Chúa, tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Vậy làm sao để tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời đây? Nếu vị cha xem kinh thánh đó, người ta hỏi Chúa rằng vương quốc Đức Chúa Trời là gì, Chúa Giêsu đã đưa rất là nhiều ứng dụ để nói về vương quốc Đức Chúa Trời. Nhưng hãy nhớ rằng để có thiên đàng ở tại thế này, thì làm sao chúng ta phải biết rằng làm sao để vương quốc của Chúa được mau đến. Và hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Những cái gì thuộc về vương Đức Chúa Trời thì chúng ta tìm kiếm, chúng ta làm,
thì chắc chắn Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Bệnh tật cần nhận được chữa lành, có đúng không? Tiền cũng cần có để sinh hoạt, có đúng không? Nhu cầu vật chất của chúng ta cũng cần để chúng ta sử dụng hàng ngày. Nhưng mà cảm ơn Chúa, lời Chúa cho chúng ta biết rằng cái điều quan trọng nhất mà con người cần tìm nhất đó là tìm kiếm Chúa. Chúa sẽ ban mọi điều. Amen. Lẽ thật này dạy cho chúng ta rất là nhiều điều. Đó là gì? Có nhiều người chạy đến với Chúa để được phước. Và họ nghĩ rằng có phước khi đến với Chúa. Nó khác hoàn toàn trong cái suy nghĩ. Theo Chúa thì sao à? Phước chạy theo chúng ta. Theo Chúa thì phước chạy cho chúng ta. Nhưng mà có những người chỉ có muốn có phước của Chúa chứ không muốn có Chúa. Muốn được chữa lành chứ không muốn có Chúa. Tại sao vậy? Tại vì họ muốn được chữa lành vì họ tin rằng có Chúa mới chữa lành. Nó khác hoàn toàn. Vì khi một người tìm kiếm Chúa, tìm kiếm vương quốc trời, tìm kiếm Ngài thì tất cả mọi điều kia sẽ được đáp ứng. Amen. Thấy rõ không ạ? Tìm kiếm Chúa, mọi điều được cung ứng. Tìm kiếm Chúa, bệnh tật những điều sự chữa lành. Tìm kiếm Chúa, tài chánh được chữa lành. Amen. Tìm kiếm Chúa, mọi điều được phục hồi. Đơn giản nhất đó là, nhưng trước hết hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời. Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì lời của Chúa dạy cho chúng ta rõ ràng. Có những người, người ta mong đợi ở vật chất. Có những người, người ta mong đợi ở chữa lành. Có những người mong đợi về tài chánh. Có những người mong đợi về hôn nhân. Nhưng những điều mong đợi mà quan trọng cần tìm hơn hết đó là tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Và Ngài sẽ đáp ứng tất cả mọi điều kia cho chúng ta. Hallelujah. Cảm ơn Chúa. Khi tôi gọi điện thăm một số con dân của Chúa, tôi hỏi lâu quá sao không thấy chị, không thấy anh đi thờ phượng Chúa. Rồi bữa nay tôi gặp nhiều sóng gió nan đời quá. Hết tiền bạc khó khăn, rồi phải lo chuyện này, lo chuyện kia. Rồi tôi thấy cổng không có ok lắm. Thôi để xin lỗi Chúa đi. Tại vì con biết con có lỗi, nhưng mà con xin lỗi Chúa. Tại vì ABC. Không phải tôi dạy hay tôi nói, nhưng mà Chúa Giêsu dạy. Đó là gì? Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời mau đến, thì Chúa sẽ cung ứng tất cả mọi điều cho chúng ta. Tìm kiếm vương quốc. Vương quốc của Chúa mau đến. Quý vị ơi, trong công việc làm ăn của chúng ta, trong gia đình của chúng ta, trong hoàn cảnh của chúng ta, hãy tìm kiếm vương quốc của Chúa, mời gọi sự hiện diện của vương quốc của Chúa đến với nàng đời của chúng ta, đến với hoàn cảnh của chúng ta, thì tất cả mọi điều nhận được sự chữa lành. Tôi xin hỏi vị, Chúa có biết vị khổ không? Biết không? Biết chứ. Cô Hạnh, mình đang thiếu nợ, Chúa biết mình thiếu nợ không? Biết. Mình đã gặp bế tắc trong tài chánh, trong bệnh tật, Chúa biết hết. Nhưng mà lời Chúa buổi sáng nay khích lệ cho chúng ta đó là gì? Chúa Giêsu dạy trong phân đoạn này, tôi không nói tất cả phân đoạn khác, nhưng mà Chúa Giêsu dạy về việc đó là chỉ cần vương quốc của Chúa Ngài đến thôi thì tất cả mọi được được phục hồi. Khi Chúa Giêsu đến tới đâu thì người bệnh được chữa lành. Tại sao vậy? Chúa Giêsu giảng về vương quốc Đức Chúa Trời, chứ không dạy người ta phải làm giàu. Tôi thấy kinh thánh không có chỗ nào Chúa Giêsu dạy người ta làm giàu hết đó. Có đúng không quý vị? Rõ ràng Chúa Giêsu không dạy người ta làm giàu, nhưng mà Ngài giảng về vương quốc Đức Chúa Trời. Ngài giảng về những cái gì ở trên trời á, giống như người ngoại ta nói là ăn cơm Chúa mỗi tối ngày, và thậm chí là ở dưới đất mà nói chuyện trên trời không à. Nhưng mà thật sự giống như lời Chúa dạy cho chúng ta là gì? Nơi của chúng ta, ở nhà của chúng ta là ở trên kia chứ không phải dưới đây. Thật sự luôn, khi mình nghĩ á, và tôi từng chứng kiến rất là nhiều người ra đi. Họ đi, ra đi ở đây là chết á. Họ để lại tất cả. Một ngày kia Napoleon
ông chuẩn bị ra, ông bị qua đời. Ông có nói với những người hậu thế của ông á, là đừng có làm cái gì mà gọi là đặc biệt cho ông hết. Khi ông chết á, cái quan tài của ông á, hãy cho đục hai cái lỗ hai bên. Và biết làm gì không? Đưa hai cái tay ông ra. Người ta ngạc nhiên hỏi tại sao vậy? Ông nói thật sự là tôi vào thời điểm bây giờ là một vị vua, nhiều người tôn sùng, nhiều người ngưỡng mộ, sự giàu có, sự phước hạnh. Nhưng mà ngày tôi chết á, tôi cũng chẳng đem được gì theo. Quý vị ơi, tìm kiếm Chúa cực kỳ quan trọng. Vương quốc của Chúa cực kỳ quan trọng trên cuộc đời của chúng ta, trên gia đình của chúng ta, trên hôn nhân của chúng ta, trên công việc làm ăn của chúng ta. Khi chúng ta tìm kiếm vương quốc của Chúa Trời, thì Ngài ban cho chúng ta mọi điều. Khi mình càng tìm kiếm Chúa, thì Chúa làm. Tôi đọc Kinh Thánh, tôi phát hiện ra rất là nhiều điều. Người ta dạy, ở ngoài đời người ta dạy về phương cách làm ăn, kinh tế, làm giàu. Có những chủ đề làm giàu không khó, rồi thịnh vượng. Rồi cách đây mấy hôm có người gọi điện thoại cho tôi, giống như ban cho tôi một cái ân huệ đó. Đang có một cái cách để làm giàu khá lắm, và họ muốn truyền đạt cái điều đó cho tôi và mời tôi đến dự hội thảo. Và khi tôi đọc Kinh Thánh đó, tôi phát hiện ra một điều. Người nào tìm cầu Chúa, Đức Chúa Trời ban cho họ. Giô-sa-phát có một ngày, Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết, ông bị quân đồng minh bao vây và dường như tê liệt hoàn toàn, không thể chiến cự được. Và đương ở trong thế đó, ông kêu gọi tất cả con dân của Ngài, đó là kiên ăn cầu nguyện trong một ngày, cầu nguyện dốc lòng với Chúa. Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết câu chuyện về Giô-sa-phát. Vua Giô-sa-phát khi kêu gọi con dân của Chúa cầu nguyện, tìm cầu Chúa, thì Chúa đã làm phép lạ. Đó là gì? Chúa sai thiên sứ trong ngày đó đánh các quân đồng minh và tan tác, họ bỏ chạy. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Giô-sa-phát và mọi người ngỡ ngàng khi sáng hôm đó ông ra chiến trận và ông thấy quân thù gọi là chạy tán loạn, và họ lụm được những chiến lợi phẩm á, trong 3 ngày không hết. 3 ngày không hết. Và rất là nhiều người ở trong thế gọi là bị bế tắc, ở trong hoàn cảnh không thể thay đổi được. Nhưng mà khi mà họ hết lòng tìm cầu Chúa, nhờ cậy Chúa, Đức Chúa Trời sẽ biến từ cái chỗ khó khăn nhất, bế tắc nhất, trở nên một chiến thắng lạ kỳ khi mà họ nhờ cậy nơi Chúa. Cho nên cái quan trọng nhất cuộc đời của chúng ta ngày hôm nay đó là gì? Chúng ta cầu nguyện để vương quốc của Chúa Ngài đến với hoàn cảnh của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện vương quốc của Chúa Ngài đến với gia đình của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho vương quốc của Chúa Ngài đến với công việc làm ăn của chúng ta. Thì khi mà chúng ta mời gọi sự gì của Chúa, vương quốc của Chúa Ngài đến với hoàn cảnh của chúng ta, tất cả mọi điều được chữa lành. Amen. Chúa dạy, tôi không phải dạy, Chúa dạy. Và điều thứ tư, bài sáng nay nó hơi dài chút xíu, nhưng mà tôi muốn gấp rút ngắn luôn. Ý cha được nên. Có một ngày kia, xin mời băng IT giúp đỡ dùm cái slide kia tiếp. Có một ngày kia, một người mà tôi quen, họ cầu nguyện là họ thấy chiến tranh ở tại Iran vừa rồi, đánh bom Do Thái đó. Họ cầu nguyện đó là gì? Chúa ơi, xin được cho chiến tranh nữa. Theo quý vị, họ cầu nguyện, cái lòng của họ như vậy tốt không? Tốt chứ. Nhưng mà căn cứ trên lẽ thật, điều đó không đúng. Tại sao? Tại vì Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta trong Matthew đoạn 24 đó là gì? Vào ngày sau rốt, sẽ có chiến tranh xảy ra, các nước giấy nghịch với nhau. Chúng ta thấy động đất không à? Động đất, sáng nay tôi mới nghe tin ở tại Indonesia, mới có một trận động đất vào sáng hôm nay, động đất 6,5 độ Richter ở tại Indonesia. Mới sáng nay luôn, và cách đây mấy hôm thì ở tại Đài Loan đã xảy ra rất là nhiều trận động đất. Và khi mà chúng ta đọc lời Chúa đó, chúng ta hãy cầu nguyện là Chúa ơi xin đừng cho có động đất, Chúa ơi xin đừng cho có chiến tranh, Chúa ơi xin đừng cho có hạn hán. Xin thưa quý vị, đúng không? Lòng thì đúng á, nhưng mà nếu mà căn cứ cưng của nó không đúng. Tại vì sao? Vào ngày sau cuối mọi điều đó xảy ra, nhưng Chúa khích lại chúng ta là bởi lời cầu nguyện của những người công chính thì những điều đó được sao à? Rút ngắn lại. Ví dụ như hạn hán 3 năm, người công chính cầu nguyện, Chúa cho 3 tháng. Lời Chúa. Cho nên khi chúng ta học lời Chúa đó,
thì chúng ta phải biết là ý muốn của Chúa là quan trọng nhất và ý cha được nên. Đó là gì? Ý của Chúa đã định rồi, ý trời đã định rồi, thì không thể thay đổi được. Nhưng mà nếu mà bởi lời cầu nguyện, nhờ cậy Chúa thương xót để nó rút ngắn lại, vì sao là ý của Ngài đã định. Tôi muốn gửi vị câu Kinh Thánh ở Luca đoạn 22 câu 42 rằng lại cha, nếu cha muốn xin cất chén này khỏi con, dầu vậy xin ý cha được nên chứ không theo ý con. Ngài Chúa Giêsu chuẩn bị bước chân lên thập tự giá, và tại vườn Gethsemane, Chúa Giêsu đã phải đối diện với những áp lực vì Ngài gánh lấy tội lỗi của nhân loại. Nhưng mà lời Chúa cho chúng ta biết thế nào à? Ngài cầu nguyện, mồ hôi của Ngài đổ ra giống như những giọt máu lớn. Nhưng mà Chúa Giêsu đã nói thế nào à? Dẫu vậy, ý cha được nên. Có nghĩa là những gì con nói như vậy đó, nhưng mà dẫu vậy theo ý cha. Cho nên cái việc mà xảy ra với chúng ta, những gì mà chúng ta đang đối diện ngày hôm nay về kinh tế nè, toàn cầu tê liệt, buôn bán ế ẩm, đó là điều Chúa cho phép xảy ra. Nhưng Kinh Thánh này cho chúng ta biết rằng thời kỳ sáng ký, trong khi đất nước đang hạn hán, thì Isaac gieo hạt giống, Chúa cho ông Sila gặt lấy 100% hơn những gì ông đã gieo. Cho nên những gì đang diễn ra ngày hôm nay về kinh tế, về tài chánh, về những điều xảy ra xung quanh chúng ta, nó không phải là mới, nhưng mà chúng ta biết đó là ý của Chúa. Và điều cuối cùng Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết thế nào à? Đó là ở đức như ở trời. Ở đức như ở trời không phải là nói về cái việc chúng ta được hưởng phước lành của Chúa ban cho chúng ta. Khi chúng ta giàu có là chúng ta được phước. Nhưng mà ở tận cùng của sự bế tắc mà chúng ta vẫn kinh nghiệm được thiên đàng của Chúa, đó mới là thiên đàng đó quý vị. Amen không ạ? Khi tận cùng của bế tắc nhưng mà vẫn tin có sự diện của Chúa, tận cùng của nợ nần nhưng mà quý vị vẫn tin rằng có Đức của Trời Ngài ở cùng của mình, tận cùng của đau khổ bệnh tật nhưng mà mình vẫn thấy có Chúa hiện diện ở trong nơi đó với mình, đó chính là thiên đàng đó quý vị. Mình đọc kỹ Kinh Thánh, ông Eli là một tiên tri của Chúa, ông được đại diện Chúa để nói những lời tiên tri của Ngài. Trong khi đất nước Israel bị hạn hán mấy năm như vậy, ông có bị ảnh hưởng không? Có chứ. Ông vẫn bị đói, ông vẫn bị khó khăn, nước không có, và Chúa sai ông đến gọi là Khe Kê-rít. Và có nên ghi lại cho chúng ta biết rằng đây là điều đặc biệt nè. Mỗi ngày Chúa dùng con quạ đến làm gì? Nuôi ông. Mỗi ngày nuôi ông, mỗi ngày chu cấp cho ông, mỗi ngày lo cho ông cái ăn, mỗi ngày luôn luôn đáp ứng nhu cầu mỗi ngày cho ông. Có khi nào vì ngồi với suy nghĩ, ở đây có ai đã từng đi qua sa mạc chưa? Tiên có đi qua sa mạc đúng không? Cô Huệ với tôi cũng là từng đi qua sa mạc. Một ngày kia có cơ hội tôi đi qua sa mạc, một anh mục sư đó cùng đi một chiếc xe mười mấy chỗ đi qua sa mạc á. Ở bên Úc có một cái sa mạc đi gọi là xa, đi dài lắm, từ cái Tây Úc từ là Sydney đi qua một cái sa mạc đó. Và trên xe đó, ngoài việc đổ một cái bình xăng đầy trên xe, họ phải mua thêm hai cái canh xăng khoảng chừng mấy chục lít nữa để phía sau cái xe, để làm gì không, để rửa đường có xăng đổ. Và cho đến một lúc chúng tôi đi một đoạn hết xăng đổ hết bình, xong tới bình thứ hai đổ hết bình thứ hai luôn, đang ở trong sa mạc. Một buổi tối hôm đó không biết thế nào, tại chúng tôi đi khoảng 40 tiếng đi qua sa mạc. Mà cầu nguyện Chúa, Chúa ơi lại Chúa xin cho con đi được. Mình biết không, định vị của cái là internet là mất sóng hết luôn, không có sóng gì hết trơn á. Và đối với thời hiện đại của ta mà tôi đã đối diện vậy, bây giờ mình quay trở lại lịch sử nè. Khi dân Israel được Chúa cứu ra khỏi Ai Cập, người ta thống kê đoàn người đó khoảng hơn 2 triệu người. Mỗi ngày đi qua sa mạc
bởi cái nắng, cái gió, cái khốc liệt, gọi là khắc nghiệt của sa mạc. Ở đây mình bao nhiêu độ? 39-40 độ là la ông sùm rồi. Qua sa mạc đây biết. Nhưng mà sự chu cấp và sự bảo vệ của Chúa, đặc biệt là Đức Chúa Trời nha, dùng trụ mây 3 ngày bảo vệ hơn 2 triệu người. Wow, suy nghĩ đi, suy nghĩ. Hơn 2 triệu người mà trong 40 năm Đức Chúa Trời dùng trụ mây 3 ngày bảo vệ họ. Đêm tối thui à, không thấy gì hết. Chúa làm gì? Trụ lửa ban đêm để soi đường họ đi. Wow, bao nhiêu năng lượng để đốt cho 2 triệu người. Vì có suy nghĩ không? Nhưng Đức Chúa Trời chu cấp cho họ. Có phải 1 ngày không? Có phải 1 tháng không? Có phải 1 năm không? 40 năm. Và Kinh Thánh ấy ghi lại cho tôi biết không? Cái giày của họ, cái đôi giày của họ đi trong sa mạc 40 năm như vậy á, không bị gì? Bị mòn. Không có một đơn vị nào bán một đôi giày bảo hành 40 năm hết á. Mang đôi giày được vài năm là gọi là mòn đế, là rách đủ thứ hết trơn không? Nhưng mà cái giày mà có dân xoáy họ đi trong sa mạc á, 40 năm không hề mòn. Trời ơi, mình suy nghĩ lại, mình nhìn lại về cách Đức Chúa Trời Ngài chu cấp cho con dân của Chúa. Đó là thiên đàng tại thế đó. Là những gì mà họ đang hở hữu, họ đang thấy những cách mà Đức Chúa Trời Ngài chu cấp cho họ. Không phải là khi mà họ có tất cả, không phải là ở tại Ai Cập họ có ăn dưa hành củ kiệu và họ chiêm ngưỡng những cái gì mà ở tại Ai Cập. Nhưng mà ở tại đại đồng quán đó, họ kinh nghiệm phép lạ của Chúa mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày. Đó chính là thiên đàng. Chúng ta thấy không à? Mình nhìn lại, mình phải có thời gian mình nhìn lại cách Đức Chúa Trời lo cho con dân của Chúa. Đôi lúc vì cơm áo gạo tiền mình có chút xíu à, mình giận Chúa luôn. Chúa ơi, con giận Chúa. Vì con nói với Chúa, con xin Chúa không cho con. Hay là con nói với Chúa điều này, Chúa không cho con. À, Chúa chưa trả lời. Vì cớ sao? Ý muốn của Chúa cho phép điều đó xảy ra. Và mình làm sao để ở trong hoàn cảnh đó, mình kinh nghiệm về sự tiếp trợ, sự chữa lành, sự cung ứng. Và Chúa nghe lời cầu nguyện của mình. Và đó là lúc mà mình kinh nghiệm thiên đàng ở tại với mình ngay thời điểm đó. Amen không ạ? Sự khác biệt ở chỗ đó. Chứ không phải là mình có tất cả là mình kiên đàng đâu. Nhưng mà con tôi nói có bài hát là có ngày là có thiên đàng. Và có một câu chuyện để kết thúc bài chia sẻ này. Tôi có cơ dịp xuống Cà Mau. Ở dưới Cà Mau họ rất thích cái bài hát này. Ở dưới đó thì có phong trào họ nuôi tôm. Mà có mấy người rất là bình dân, phải nói là ở dưới đó Chúa dùng những người đặc biệt lắm. Và nếu mà ai đã từng đến Cà Mau đó thì thấy rằng Chúa đang phấn hưng tại nơi đó. Và có những người mà không biết chữ, Chúa cho họ đọc được Kinh Thánh luôn. Rồi có những người không biết chữ mà đi giải đạo cho người ta đó. Rồi có cái bà kia mắt mù mà lại dẫn người ta về với Chúa, hướng dẫn người ta về với Chúa. Hát kỳ lắm quý vị. Và mỗi lần hát cái bài hát có ngày là có thiên đàng á, thì một kỳ nào đó đó, cái tình trạng bị hạn hán khó khăn, họ nuôi tôm, rất là nhiều người bị thất bại. Họ hát cái bài là có ngày là có tôm càng, có ngày là có tôm càng, có ngày. Tôi nghe như vậy luôn. Và Đức Chúa Trời ngày về tấm lòng đơn sơ của họ đó, là bắt đầu Chúa phục hồi họ và Chúa ban phước cho họ. Họ có thể hát sai, nhưng mà khi cái tâm lòng họ dâng lên cho Chúa, và trong tận cùng của sự bế tắc đó, họ nhờ cậy Chúa, họ nhờ cậy vương quốc của Ngài, họ nhờ cách của Chúa dạy cho họ, và họ kinh nghiệm thiên đàng ở tại thế này. Amen mà. Chúng ta được học hỏi điều gì trong sáng này? Đó là chúng ta cầu nguyện theo lời của Chúa Jesus dạy. Lạy Cha, chúng con ở trên trời, vị trí của Ngài. Thứ hai, danh Cha được tôn thánh, danh xưng của Ngài. Chúng ta phải sống làm sao xứng đáng với danh xưng của Ngài. Thứ ba, sao à? Vương quốc Cha được đến, ý Cha được nên. Và ở đất này chúng ta sẽ kinh nghiệm thiên đàng mà Chúa dành cho chúng ta. Amen. Vậy trân trọng kính mời chúng ta cùng đứng lên và chúng ta hướng lòng với Chúa. Chúng ta cầu nguyện trong giờ này, cầu nguyện cho lời của Chúa, cầu nguyện cho sứ điệp sam này để khích lệ mọi chúng ta ở trong lời của Chúa. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn.
Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.